Sách Thi Thiên, chương 88. Khẩn cầu Chúa cứu mình khỏi chết. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con. Ngày và đêm con kêu cầu trước mặt Ngài. Nguyện lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Chúa. Xin nghiêng tai nghe tiếng khẩn cầu của con. Vì linh hồn con đầy dẫy khổ đau, mạng sống con đã cận kề âm phủ. Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt, còn như người sức cùng lực kiệt, bị bỏ quên giữa vòng kẻ chết. Giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả, mà Chúa không còn nhớ đến nữa, là kẻ bị dứt bỏ khỏi tay Ngài. Chúa đã để con nằm dưới hầm sâu, trong vực thẳm tối tăm. Cơn giận Chúa đè nặng trên con, Ngài khiến các lượng sóng của Ngài phủ chụp lấy con. Chúa khiến những kẻ quen biết con lìa xa con. Con trở thành một vật ghê tởm đối với họ. Con bị giam cầm, không thoát ra được. Mắt con hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ôi, hằng ngày con cầu khẩn Chúa và giơ tay lên hướng về Ngài. Chúa có vì kẻ chết mà làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời có trỗi dậy để ca ngợi Chúa chăng? Lòng nhân từ Chúa có được rao truyền trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa có được giảng ra trong vực sâu chăng? Các phép lạ Chúa có được biết đến nơi tối tăm sao? Hoặc sự công chính Chúa có được bày tỏ trong xứ lãng quên chăng? Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, về phần con kêu cầu cùng Chúa. Vừa sáng, lời cầu nguyện con thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, sao Ngài từ bỏ linh hồn con và giấu mặt Ngài với con? Từ tuổi thanh xuân, con bị hoạn nạn gần chết. Chúa làm cho con kinh khiếp và bối rối. Cơn giận của Chúa vùi dập con. Ngài đem sự kinh hãi đến để hủy diệt con. Hằng ngày các điều ấy vây quanh con như nước lũ, từ bốn phía phủ chụp lấy con. Chúa khiến bạn bè lìa xa con, chỉ còn bóng đêm là bạn thân của con. Sách Luca, chương 9. 12 sứ đồ được sai phái. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ họp lại, bàn quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Ngài bảo họ, khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, túi xách, bánh, tiền bạc, cũng đừng đem hai áo choàng. Các con vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Nơi nào người ta không tiếp rước các con, thì khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân mình như một lời chứng nghịch lại họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, trải qua các làng mạc, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật. Sự lo sợ của vua Herod. Bấy giờ, Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì rất hoang mang. Bởi vì người này thì nói rằng đã từ cõi chết sống lại, kẻ kia thì bảo Eli đã hiện ra, còn người khác nữa lại nói một trong các nhà tiên tri đời xưa đã sống lại. Herod nói, trẫm đã chém đầu răng rồi. Vậy người này là ai mà trẫm được nghe đã làm những việc như thế? Vua tìm cách gặp Đức Chúa Giê-xu. Chúa hóa bánh. Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Giê-xu mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bethsaida. Khi dân chúng biết được thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Lúc trời gần tối, 12 sứ đồ đến thưa với Ngài, xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng. Nhưng Ngài phán, chính các con hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi, trừ phi phải đi mua thức ăn cho cả đàn dân này. Vì có đến khoảng 5.000 người nam
nên Ngài phán với các môn đồ rằng: Hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm 50 người. Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đàn dân. Mọi người đều ăn no nê, họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ. Khi Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Ngài hỏi họ: Dân chúng nói, ta là ai? Họ thưa: Người này nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li, người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi họ: Còn các con thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai. Chúa báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán: Con người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ngài phán với mọi người: Nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và của các thiên sứ thánh. Thật, ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa hóa hình. Khoảng 8 ngày sau khi phán các lời này, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, áo Ngài trở nên trắng và rực sáng. Và kìa, có hai người nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của Ngài, là việc Ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Giêsu và hai người đứng với Ngài. Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng 3 cái trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li. Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. Khi Phi-e-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ. Các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta, người mà ta đã chọn, hãy nghe lời người. Khi tiếng ấy vừa dứt, thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. Chúa chữa lành cậu bé bị quỷ ám. Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy Thầy, xin Thầy đấy thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la. Quỷ vật vã cháu đến soi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp: Hỡi thế hệ vô tín và hoàn cố kia, ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con trai ngươi lại đây. Khi đứa trẻ vừa lại gần, quỷ vật mạnh nó xuống đất, vật vã nó, nhưng Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi giao lại cho cha nó.
Đức Chúa Giêsu lại báo trước về sự chết và sống lại của Ngài. Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Giêsu đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ: "Các con hãy nghe kỹ những lời này. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta." Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất, khiến họ không lĩnh hội được. Nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài. Sự cao trọng thật. Các môn đồ tranh luận với nhau xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng họ, nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình và phán với họ: "Người nào vì danh ta mà tiếp đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con, chính là người cao trọng nhất." Giăng thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta." Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với ông: "Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con." Đức Chúa Giêsu tại Samari. Gần đến ngày Đức Chúa Giêsu được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Jerusalem. Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy: "Thưa, lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng?" Nhưng Đức Chúa Giêsu quay lại vỗ trách hai người và nói: "Các con không biết linh nào xui dục mình." Rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác. Điều kiện theo Chúa. Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giêsu: "Thầy đi đâu, con sẽ theo đó." Đức Chúa Giêsu đáp: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Ngài phán với một người khác: "Hãy theo ta." Nhưng người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời." Một người khác nữa thưa: "Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về tự giã người nhà trước đã." Đức Chúa Giêsu đáp: "Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời." Sách Jeremy, chương 23. Hy vọng cho tương lai. Đức Giê-hô-va phán: "Khốn cho những kẻ chăn bầy tiêu diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ ta. Vì vậy, đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel dành cho những kẻ chăn giữ dân ta: các ngươi đã làm tan lạc bầy chiên ta, xua đuổi và không chú tâm đến chúng. Này, ta sẽ chú ý chống lại các ngươi cùng với những việc gian nan các ngươi làm." Đức Giê-hô-va phán vậy: "Chính ta sẽ tập hợp những con sót lại của bầy từ các nước mà ta đã đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng trở về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn dắt chúng, và chúng sẽ chẳng còn sợ hãi, chẳng kinh khiếp nữa, và sẽ không lạc mất một con nào." Đức Giê-hô-va phán vậy. Chánh công chính cho David. Đức Giê-hô-va phán: "Nay, những ngày đến, ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công chính. Ngài sẽ cai trị như một vị vua, cư xử khôn ngoan, thực thi điều công minh chính trực trong xứ. Trong đời vua ấy, Juda sẽ được cứu, Israel sẽ sống yên ổn. Danh xưng của đấng ấy là Giê-hô-va đấng công chính của chúng ta." Đức Giê-hô-va phán: "Vì thế, những ngày đến,
người ta sẽ chẳng còn nói thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đem con dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhưng sẽ nói thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã đưa dắt dòng dõi nhà Israel đến từ phương Bắc, từ các nước mà Ngài đã đuổi họ đến. Chúng sẽ ở trong đất của mình. Bọn tiên tri giả. Về các kẻ tiên tri, lòng dạ tôi tan nát, xương cốt tôi rã rời. Tôi như người say khướt vì rượu. Chính vì Đức Giê-hô-va, vì những lời thánh của Ngài, xứ sở đầy dẫy bọn tà dâm, bị nguyền rủa trên đất nước sầu thảm. Những đồng cỏ trong hoang mạc đều héo úa, đường chúng đi là gian tà, quyền chúng nắm là bất chính. Đức Giê-hô-va phán, kẻ tiên tri lẫn thầy tế lễ đều bại hoại, ta thấy sự gian ác của chúng ngay trong nhà ta. Cho nên, đường lối của chúng sẽ như lối trơn trượt trong tối tăm, mà chúng bị đuổi vào và vấp ngã tại đó. Vì đến năm trừng phạt, ta sẽ giáng tai ương trên chúng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã thấy sự điên rồ của bọn tiên tri Samari. Chúng nhân danh ba anh mà nói tiên tri, khiến dân Israel của ta lạc lối. Nhưng giữa bọn tiên tri ở Jerusalem, ta đã thấy điều kinh tởm. Chúng phạm tội tà dâm, bước đi trong dối trá. Chúng tăng cường sức mạnh cho tay kẻ dữ, đến nỗi không ai từ bỏ gian ác mình. Ta xem cả bọn chúng như Sodom và dân cư Jerusalem như Gomorrah. Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán với bọn tiên tri đó như sau: kìa, ta sẽ cho dân này ăn nhãi cứu và cho uống nước độc, vì các kẻ tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự bại hoại lan tràn khắp xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó rao báo cho các ngươi. Chúng gieo rắc hy vọng hão huyền, có những khải tượng do chúng tự nghĩ ra, chứ không bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy. Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an, và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh, chẳng có tai họa nào giáng trên các ngươi cả. Vậy, ai được đứng trong cuộc họp của Đức Giê-hô-va để ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã chú ý và vâng theo lời Ngài? Này, cơn giông bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thịnh nộ của Ngài đã nổi lên, cơn giông bão quay cuồng, xoáy xuống đầu kẻ ác. Cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ không nguôi cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất mọi ý định trong lòng Ngài. Trong những ngày cuối cùng, các ngươi sẽ hiểu rõ điều ấy. Ta không sai các kẻ tiên tri này đi, thế mà chúng đã chạy. Ta không phán bảo chúng, thế mà chúng đã nói tiên tri. Nếu chúng đứng trong cuộc họp của ta, thì đã công bố lời ta cho dân ta, giúp dân ta tự bỏ con đường ác và xa lánh những việc làm xấu xa. Đức Giê-hô-va phán, có phải ta là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va lại phán, ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để ta không thấy được chăng? Đức Giê-hô-va phán tiếp, chẳng phải ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao? Ta đã nghe điều mà các kẻ tiên tri này nói. Chúng đã nhân danh ta nói tiên tri giả dối rằng, tôi thấy chim bao, tôi thấy chim bao. Các kẻ tiên tri này còn tiếp tục lấy lòng dối trá mà nói tiên tri giả dối trong bao lâu? Cứ thốt ra những lời lừa mị từ lòng dạ chúng cho đến bao giờ? Bằng cách kể cho nhau nghe các chim bao, chúng âm mưu làm cho dân ta quên danh ta như tổ phụ chúng đã vì ba anh mà quên danh ta vậy. Nhà tiên tri nào có chim bao, hãy thuật lại chim bao ấy đi. Ai đã nhận lãnh lời ta, hãy trung tín truyền lại lời ta. Rơm rạ có thể xen vào lúa mì sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: Này, ta chống lại các kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau lời của ta. Đức Giê-hô-va phán: Này, ta chống lại các kẻ tiên tri dùng lưỡi mình mà nói. Đức Giê-hô-va phán: Đức Giê-hô-va phán: Này, ta chống lại những kẻ dùng chiêm bao giả dối mà nói tiên tri. Chúng kể chiêm bao rồi dùng lời dối trá, khoác lác mà làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng. Chúng chẳng ích lợi gì cho dân này cả. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời tiên tri giả dối. Khi dân này hay một kẻ tiên tri hoặc một thầy tế lễ hỏi con rằng gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì, con hãy trả lời: Chính ngươi là gánh nặng. Và Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ từ bỏ các ngươi. Còn kẻ tiên tri, thầy tế lễ hay một người dân nào đó nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì ta sẽ trừng phạt người ấy và nhà nó. Vậy đây là câu mà mỗi người hỏi người lân cận mình và mỗi người hỏi anh em mình: Đức Giê-hô-va đã trả lời thế nào? Hay Đức Giê-hô-va đã phán điều gì? Bây giờ, các ngươi không được đề cập đến gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa, vì lời của người nào sẽ là gánh nặng cho người nấy. Vì các ngươi đã xuyên tạc lời của Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. Vậy, con hãy hỏi kẻ tiên tri rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi điều gì? Hay là Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Nhưng nếu các ngươi nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va, thì Đức Giê-hô-va phán: Vì các ngươi đã nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va khi mà ta đã sai người đến và dặn các ngươi không được nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va, cho nên ta sẽ quên hẳn các ngươi và loại bỏ các ngươi cùng với thành mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi khỏi mặt ta. Ta sẽ khiến các ngươi bị xấu hổ mãi mãi, bị sỉ nhục suốt đời, không bao giờ quên được. Chương 24. Hai giỏ trái vả. Đức Giê-hô-va chỉ cho tôi thấy hai giỏ trái vả đặt trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Việc này xảy ra sau khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, bắt Jeconiah, con trai Jehoiakim, vua Juda, cùng các thủ lĩnh Juda, các thợ thủ công và thợ rèn đưa ra khỏi Jerusalem, lưu đày sang Babylon. Một giỏ đựng những trái vả rất tốt, như trái vả đầu mùa, còn giỏ kia thì đựng trái rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Đức Giê-hô-va hỏi tôi: Này Jeremy, con thấy gì? Tôi thưa: Con thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Giống như những trái vả tốt này, ta sẽ quan tâm và làm phước cho những người Juda bị lưu đày, là những người mà ta đã đem từ nơi này vào đất người Canđê. Ta sẽ để mắt đến chúng, ban phước cho chúng và đưa chúng trở về xứ này. Ta sẽ xây chứ không phá đổ, sẽ vun trồng chứ không nhổ đi. Ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ hết lòng trở về với ta. Đức Giê-hô-va phán: Trái lại, như người ta xử những trái vả xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được thế nào, thì ta cũng sẽ xử Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các thủ lĩnh, dân còn sót của Giê-ru-sa-lem đang ở trong xứ và những người đang sống tại Ai Cập thể ấy. Ta sẽ làm cho chúng trở thành nỗi kinh hoàng, một tai họa cho mọi vương quốc trên đất, một nỗi ô nhục, một trò cười, một lời mắng nhiếc, một lời nguyền rủa trong mọi nơi mà ta đuổi chúng đến. Ta sẽ sai gươm đao, đói kém, dịch bệnh đến giữa chúng, cho đến khi chúng bị tiêu diệt khỏi đất.
mà ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng.